Chào mừng quý vị đến với chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên đài phát thanh và truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Gia Lai gần 10.000 người mắc bệnh sốt xuất huyết. Gian nan cuộc chiến ngăn chặn phân bón kém chất lượng đưa ra thị trường. Người dân và doanh nghiệp lo lắng vì kết thúc thí điểm chuỗi an toàn thực phẩm. Thưa quý vị, dịch sốt xuất huyết tại tỉnh Gia Lai vẫn diễn biến phức tạp và cho tới nay đã có tới gần 10.000 người mắc bệnh, trong đó có một ca tử vong. Theo thống kê của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Gia Lai, tính đến nay, Gia Lai đã có hơn 9.600 ca mắc bệnh sốt xuất huyết, trong đó riêng tháng 8 và tháng 9 có tới hơn 5.000 ca mắc mới. Trong 2 tháng này, bình quân mỗi tuần có gần 450 người đến cơ sở y tế điều trị. So với năm trước, bệnh sốt xuất huyết năm nay diễn biến rất phức tạp và đã có một người tử vong. Mặc dù đầu tháng 8, tỉnh Gia Lai đã phải tổ chức họp khẩn tăng cường kinh phí phòng chống bệnh sốt xuất huyết, nhưng số người mắc vẫn tăng cao. Trong khi đó, hiện nay Tây Nguyên đang bước vào cao điểm mùa mưa và trên địa bàn tỉnh lại xuất hiện thêm tuyết virus gây bệnh mới là Dengue 2. Với triệu chứng bệnh nặng, nguy cơ tử vong cao hơn tuyết virus gây bệnh Dengue 1 đã có nhiều năm trước. Tại huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, mưa lũ lớn từ ngày 7 tháng 10 đến nay khiến hàng trăm hộ dân thôn Bình Long, xã Phan Rí Thành dọc quốc lộ 1A bị nước bủa vây, có chỗ sâu hơn 1 mét. Riêng tại xã Phan Hòa, nước lũ về tràn vào gần 100 nhà dân, 1.100 hecta lúa vụ bị ngập trong biển nước. Người dân cho biết đây là trận lũ lớn và gây thiệt hại nặng nề nhất trong gần 20 năm qua. Hiện chính quyền địa phương đã di dời gần 80 hộ dân của hai xã Phan Rí Thành và Phan Hòa tới nơi an toàn. Hơn 4 tháng nay, 50 hộ dân chợ thôn Huỳnh Ngọc, xã Eana, huyện Cờ Rông Ana, Đắk Lắk đang phải khốn đốn khi nước giếng sinh hoạt bị nhiễm xăng dầu nặng. Hiện nay, nguồn nước từ giếng đào của các hộ dân có mùi nồng của khí ga. Trong nước có lẫn váng dầu lúc tắm giặt trên quần áo và trên da có chất nhờn, nên không thể sử dụng để ăn uống sinh hoạt. Mỗi ngày người dân phải mua nước lọc để ăn uống. Riêng nước sinh hoạt thì dùng nước mưa và nước chở từ rẫy về. Nguồn nước của tôi là cái màu là nó có váng trên mặt nước, một cái hai nữa là cái mùi của trong nước nó như mùi ga. Ngày 24 tháng 8, kết quả kiểm tra của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Đắk Lắk cho thấy các mẫu nước tại đây có mùi xăng dầu, không đạt chuẩn chất lượng nước ăn uống sinh hoạt. Ủy ban huyện đã giao cho xã tìm cái đất để làm cái khu vực để xây dựng cái hệ thống nước sạch, đề nghị các cơ quan nhà nước là xem xét là hỗ trợ cái nguồn kinh phí làm sao để giúp cho bà con, ngoài cái việc tức là các cái hộ bị ảnh hưởng về cái xăng dầu này thì tạo điều kiện giúp cho bà con ở cái khu vực chợ luôn. Mặc dù đã xảy ra khá lâu nhưng hiện nay việc hỗ trợ nước sinh hoạt và khắc phục ô nhiễm cho người dân vẫn chưa được triển khai. Rất mong cơ quan chức năng nhanh chóng giải quyết để người dân yên tâm sinh sống. Năm học mới đã diễn ra gần một tháng, nhưng tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Ninh Thuận đã xảy ra tình trạng học sinh bỏ học ngày càng nhiều với nhiều lý do khác nhau. Hiện trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà thuộc huyện Thuận Nam đã có 8 trên 149 học sinh bỏ học. Lý do là gia đình khó khăn hoặc lấy chồng sớm tự nạn tảo hôn. Để hạn chế tình trạng bỏ học, ngoài việc phối hợp với các địa phương để tuyên truyền vận động, hiện nhà trường đã thực hiện miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và tổ chức ăn trưa cho học sinh bán trú để phụ huynh an tâm cho con đến trường. Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá thuộc xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội có quy mô lớn nhất Việt Nam đã chính thức khởi công hôm 7 tháng 10. Dự án thu gom nước thải trên diện tích 4.874 hectare thuộc các quận Ba Đình, Từ Liêm, Đống Đa, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hà Đông và Thanh Trì. Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2019 với cam kết làm thay đổi hiện trạng các con sông Tô Lịch, sông Lừ, sông Xét và một phần sông Nhuệ, góp phần tạo cảnh quan sinh thái đô thị, phát triển bền vững thủ đô. Quỹ bảo hiểm y tế của thành phố Đà Nẵng đã bội chi lên đến trên 250 tỷ đồng. Lý giải nguyên nhân bội chi bảo hiểm y tế, ngoài nguyên nhân khách quan như việc tăng giá dịch vụ y tế theo thông tư 37 liên bộ y tế tài chính, việc đầu tư trang thiết bị điều trị các bệnh nan y hiểm nghèo lâu dài, Bảo hiểm xã hội Đà Nẵng cho rằng việc khám chữa bệnh thông tuyến huyện và đến những dịch vụ được xã hội hóa tại các bệnh viện công cũng là những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Bên cạnh việc điều tra thẩm định, cần kiểm soát chi tiêu quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế nhằm ngăn chặn các hành vi trục lợi nếu có. Ngoài hai cây trồng chủ lực là chè và cà phê, nhiều nông dân tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng đã làm giàu từ mô hình trồng cây sầu riêng ghép. Trước những hạn chế như năng suất thấp, giá cả bấp bênh khi trồng cà phê, ông Nông Văn Thuyên đã chuyển đổi trồng 2 hecta sầu riêng ghép, áp dụng đúng kỹ thuật chọn giống, bón phân, phòng trừ sâu bệnh, xử lý cây ra hoa đậu quả. Vườn sầu riêng của ông Thuyên cho năng suất khoảng 15 tấn một hecta. Thương lái mua tận vườn với giá 40.000 đồng một kg. Dự tính gia đình ông sẽ thu lãi trên 1,7 tỷ đồng cho năm nay. Giá trị kinh tế của cây sầu riêng này nó là
có thể nó rất là nó lớn, nó là cao hơn tất cả các loại cây trồng hiện tại bây giờ. Mô hình trồng sầu riêng ghép của ông Thuyên là một trong những mô hình sản xuất thành công cần được quan tâm và nhân rộng trong thời gian tới. Nhu cầu thị trường tăng mạnh, nhất là trong các dịp lễ Tết, bà con đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng đã phát triển mạnh nuôi heo đen thả rông. Giống heo bản địa hay còn gọi là heo đen do đồng bào dân tộc thuần dưỡng từ giống heo rừng, với số lượng khoảng hơn 3.000 con, được bà con đồng bào nuôi thả rông tập trung nhiều tại xã Lộc Lâm, Lộc Nam. Trong các dịp lễ Tết, mỗi kg heo hơi có giá từ 100 đến 120.000 đồng nhưng vẫn không đủ bán. Tuy trọng lượng nhỏ nhưng thịt heo đen rất thơm ngon, nhiều nạc, ít mỡ, da mỏng và giòn nên được nhiều người ưa thích. Đặc điểm của giống heo này là dễ nuôi, chủ yếu tận dụng thức ăn có sẵn như rau, củ, thân cây chuối. Hơn nữa, khả năng sinh sản và sức đề kháng dịch bệnh cũng rất tốt. Thưa quý vị, trong những ngày qua, Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả phối hợp với nhiều cơ quan ban ngành đã tiến hành kiểm tra trực tiếp tại nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón tại thành phố Hồ Chí Minh, qua đó phát hiện hàng loạt sai phạm. Điều này đang cho thấy vấn nạn phân bón giả kém chất lượng đang nhức nhối hơn bao giờ hết. Sản xuất phân bón không có giấy phép kinh doanh, doanh nghiệp đăng ký một nơi sản xuất một nẻo, nhà xưởng xây dựng rất thô sơ, nền nhà ẩm thấp, thiết bị máy móc cũ kỹ, sản xuất gây ô nhiễm môi trường. Đó là những lỗi sai phạm điển hình của một số doanh nghiệp phân bón tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Địa bàn đang có 37 cơ sở sản xuất kinh doanh phân bón. Từ giữa tháng 9 đến nay, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra 14 công ty, trong đó có 5 đơn vị chưa có giấy phép nhưng vẫn hoạt động. Nhiều cơ sở đã bị xử phạt nhưng vẫn tái phạm. Theo Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, thành phố Hồ Chí Minh là nơi có nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh phân bón lớn nhất cả nước, trong đó riêng huyện Bình Chánh lại đứng đầu về số doanh nghiệp sản xuất và tồn tại tình trạng sản xuất phân bón kém chất lượng. Địa bàn thì rất nhiều cái công ty, rất nhiều cơ sở, thành ra cùng một lúc mình không thể kiểm tra được hết tất cả các cái công ty cơ sở cùng một lúc. Chúng ta phải kiểm tra xử lý cho quyết liệt, mà không chỉ riêng cái cơ sở này mà nó phải là kiểm tra xử lý toàn địa bàn Bình Chánh. Theo tính toán sơ bộ, vấn nạn sản xuất kinh doanh phân bón giả đang gây thiệt hại khoảng 2 tỷ đô la mỗi năm cho nhà nước, bên cạnh đó gây thiệt hại lớn cho nông dân. Chính vì vậy, sự vào cuộc quyết liệt và xử lý triệt để các cơ sở sản xuất kinh doanh phân bón sai phạm là việc làm cần thiết để bảo vệ các công ty chấp hành tốt quy định của pháp luật và sản xuất nông nghiệp. Chuyển sang các thông tin an ninh trật tự. Thưa quý vị, ngày 9 tháng 10 tại thành phố Quy Nhơn, Bình Định đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe cẩu và xe máy khiến hai người phụ nữ bị thương rất nặng. Khoảng 13 giờ ngày 9 tháng 10, xe cẩu biển số 35N5872 do công ty cổ phần tập đoàn Phúc Lộc do tài xế Nguyễn Ngọc Đông, 30 tuổi, phường Gành Ráng, thành phố Quy Nhơn điều khiển. Theo hướng Bắc Nam, trên đường Tây Sơn khi đến ngã ba giao với đường Võ Liệu thì tông vào xe máy biển số 77D1-24615 do chị Hồ Thị Phương, 41 tuổi, huyện Phù Cát chạy cùng chiều. Sau cú va chạm, chị Phương và người phụ nữ ngồi sau xe máy bị kéo dưới gầm xe cẩu một đoạn dài hơn 7 mét, dẫn đến thương tích rất nặng và được chuyển nhanh đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu. Theo người dân, xe cẩu đã vượt đèn đỏ với tốc độ nhanh nên gây ra vụ tai nạn nói trên. Thì nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ. Hàng ngày để đến được trường học nằm bên kia đường quốc lộ 1A, hàng trăm học sinh của trường trung cấp nghề Ninh Hòa thuộc thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa phải leo qua giải phân cách cứng. Không chỉ học sinh nam, các bạn nữ cũng liên tục leo qua giải phân cách với đủ mọi tư thế. Có lúc hàng chục học sinh nối tiếp hoặc dàn hàng ngang nhảy lao qua giải phân cách cùng một lúc giữa dòng xe cộ lưu thông dày đặc. Một số phường trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đang triển khai nhân rộng mô hình hỗ trợ giúp đỡ người được phục hồi quyền công dân làm lại cuộc đời, sống có ích cho gia đình và xã hội. Chẳng hạn như tổ tự quản vì bình yên và sức khỏe cộng đồng tại phường Lam Sơn với 10 thành viên. Đây là những người được phục hồi quyền công dân trở về địa phương sinh sống nhưng chưa tìm được việc làm, tự nguyện tham gia mô hình. Các thành viên trong tổ được tập huấn kiến thức, kỹ năng xử lý các tình huống trong việc duy trì trật tự đô thị, cách ứng xử với người dân. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên của cả nước thí điểm triển khai đề án chuỗi thực phẩm an toàn, bước đầu đã tạo lòng tin cho người tiêu dùng và góp phần đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn. Tuy nhiên, khi đề án kết thúc đã gây khó khăn rất lớn cho những doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn cũng như tâm lý người tiêu dùng. Đề án thí điểm chuỗi an toàn thực phẩm được Thành phố Hồ Chí Minh triển khai từ năm 2013 cho đến cuối năm 2015, ba sản phẩm đầu tiên của đề án chuỗi đã được đưa ra thị trường. Với logo nhận diện chuỗi thực phẩm an toàn và cam kết từ ngành chức năng, người tiêu dùng đã biết đến các sản phẩm này và đón nhận nhiệt tình. Bây giờ mình đóng trong bao bì vậy của công ty rồi có nhãn hàng rồi có giấy nhãn rồi với trong bao bì vậy có thú y kiểm qua rồi thì ăn an toàn thực phẩm hơn cho nên người ta thích.
Dù chỉ đáp ứng được từ 10 đến 15% nhu cầu tiêu thụ thực phẩm của người dân thành phố Hồ Chí Minh, nhưng rõ ràng chuỗi thực phẩm an toàn đã mang lại lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng và các doanh nghiệp tham gia đề án. Trong bối cảnh đó thì đề án thí điểm chuỗi thực phẩm an toàn này lại kết thúc giai đoạn 1 vào năm 2016 và rất khó thực hiện tiếp vì thiếu kinh phí triển khai. Điều này khiến người tiêu dùng và doanh nghiệp cơ sở sản xuất đều lo ngại. Như chúng ta đi về các cái tỉnh thành để hỗ trợ ngay từ gốc, chúng ta triển khai những cái lớp tập huấn miễn phí, cung cấp những cái hướng dẫn, những cái tài liệu miễn phí để cho bà con người ta có thể dựa vào đó mà sử dụng. Chúng ta đưa ra những cái phương thức quản lý đối với kỹ thuật, đối với lại cái nuôi trồng hay những cái khai thác hay là canh cấy đối với những cái sản phẩm mà nông nghiệp. Đó là những cái mà chúng ta cần phải có cái kinh phí để chúng ta có thể hoạt động được. Mỗi ngày người dân thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ từ 1.000 đến 1.200 tấn thực phẩm các loại. Tuy nhiên sản phẩm từ các trang trại cơ sở trên địa bàn chỉ đáp ứng được khoảng 20 đến 25%, còn lại là từ các tỉnh thành lân cận. Nếu đề án chuỗi thực phẩm an toàn không được sớm tiếp tục triển khai trở lại thì việc đưa thực phẩm an toàn đến người tiêu dùng tại đây sẽ gặp không ít khó khăn. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên đài phát thanh và truyền hình Lâm Đồng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Hơn 21.600 lao động Việt Nam tham gia kỳ thi tiếng Hàn. Triệt phá đường dây huy động vốn chiếm đoạt hơn 140 tỷ đồng. Dạy thêm, học thêm là nhu cầu thực tế của học sinh.